Xin chào quý vị và các bạn, hôm nay các hình thế gây mưa cho Bắc Bộ là rãnh áp thấp và hội tụ gió trên cao đều đang yếu dần khiến mưa rông ở khu vực Trung Du và Đồng bằng Bắc Bộ cũng sẽ có quãng giảm hẳn. Còn tại vùng núi vẫn sẽ xuất hiện mưa vừa và mưa to. Do mưa tạm giảm trong hôm nay và ngày mai 26 tháng 5 nên nền nhiệt độ có tăng lên với nhiệt độ cao nhất trong ngày mai ở khu vực này phổ biến từ 29 cho tới 32 độ, riêng khu Tây Bắc nhiệt độ sẽ thấp hơn. Tuy nhiên thì quãng tạm giảm mưa chỉ là tạm thời vì từ ngày 27 đến ngày 28 tháng 5, hội tụ gió trên các mực khí quyển trên cao có khả năng thiết lập trở lại trên khu vực vùng núi Bắc Bộ nên sẽ gây ra mưa rông gia tăng, đặc biệt là ở khu vực vùng núi. Do mưa tăng trở lại nên bà con ở đây cần phải hết sức cảnh giác với khả năng cao xảy ra lũ quét và sạt lở, cũng như là lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh trong cơn dông. Với các tỉnh Trung Bộ, khu vực Bắc Trung Bộ trong 3 ngày tới cũng xuất hiện mưa rào và dông vào khoảng chiều tối. Còn ban ngày thì trời nắng, mưa đan xen với mức nhiệt là từ 30 đến 33 độ. Còn ở khu vực Trung và Nam Trung Bộ, thời gian nắng trong ngày nhiều hơn, mưa chỉ rải rác vài nơi vào chiều tối với mức nhiệt cao nhất ngày sẽ tăng cao từ 32 cho đến 35 độ. Lùi xuống phía Nam, khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ với ảnh hưởng của trường gió Tây Nam duy trì cường độ trung bình đến mạnh. Mưa rông vẫn sẽ xảy ra tập trung nhiều vào khoảng thời gian chiều và tối. Cục bộ có điểm mưa vừa mưa to, kèm theo rông sét và gió giật mạnh. Và ban ngày thì mưa giảm và xen kẽ trời còn nắng gián đoạn, nên nhiệt độ có thể lên đến từ 28 đến 31 độ tại Tây Nguyên và từ 31 đến 34 độ và có nơi trên 34 độ tại khu vực Nam Bộ. Thưa quý vị, trên biển, trên các khu vực của Biển Đông bao gồm cả vùng biển là quần đảo Hoàng Sa cũng như là Trường Sa, sẽ có mưa rào và dông diện rải rác gây giảm tầm nhìn xa xuống, còn từ 4 đến 10 km. Trong mưa dông sẽ có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh nguy hiểm, cần phải hết sức đề phòng. Trên các vùng biển chủ yếu là gió có hướng Tây Nam ở mức từ cấp 4 đến cấp 5. Bản tin thời tiết cuối ngày 25 tháng 5 cũng xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.